Hướng dẫn xóa bỏ tài khoản Telegram ngay tức thì. Truy cập địa chỉ my.telegram.org. Tại ô tìm kiếm, nhập số điện thoại đã đăng ký tài khoản Telegram. Lưu ý, nhập dấu cộng đằng trước. Tiếp theo là mã quốc gia 84, rồi đến số điện thoại. Quý vị có thể bỏ số 0 phía trước số điện thoại đi. Nhập xong, chọn vào like. Bây giờ quý vị hãy mở Telegram lên để lấy mã xác thực. Và đây là một cái tin nhắn từ mytelegram.org. Quý vị hãy copy cái mã code này. Đã copy. Trở lại với My Telegram, dán cái mã code vừa copy vào cái ô confirmation code, chọn vào sign. Ok, vậy là tài khoản Telegram của quý vị đã bị xóa bỏ. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.